chào các bạn, lại là mình đây, Ngân Cục Xì Lầu đây. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn về bộ sản phẩm chế biến, bộ dụng cụ chế biến đồ ăn dặm cho bé này. Thì là cái bộ này ấy, nó làm từ chất liệu nhựa rất là an toàn ấy. Nhựa này nhựa acrylic ấy, nhựa PP và silicone. Thì là cái nhựa này cực kỳ an toàn và được Nhật người ta chế tạo ra rất là an toàn cho cơ thể và không bị phai những cái chất độc hại ra cơ thể nha mọi người nhé. Vậy thì là nó sẽ là một cái bộ sản phẩm mà hứa hẹn mà chế biến cho bé những cái ấy. Nó sẽ hứa hẹn là chế biến cho con bé được những cái món ăn rất là ngon. Vậy thì ở trong này có gì mình sẽ bóc ra cho các bạn xem nha. Đây, bên trong sẽ là bộ như thế này. Xem nào, bộ dụng cụ chế biến đồ ăn dặm cho bé bao gồm một cốc đựng có vạch đo lường 300ml, gần nửa lít đấy, một nắp đậy, một dụng cụ vắt cam, một dụng cụ mài nhuyễn củ quả, một dụng cụ cắt ấn tạo hình củ quả, đồ ăn sau khi chế biến có thể để luôn trong cốc. Rồi ok, cái bộ này xem nào. Đây, bên trong sẽ có một cái bộ này và một quyển hướng dẫn tiếng Nhật nha mọi người nhá. Đây là sản phẩm được sản xuất tại Nhật nhá. Đây là hoàn toàn là tiếng Nhật. Sản phẩm này được chế biến, nó ở trong đấy mà. Được chế biến để sử dụng cho thị trường nội địa Nhật. Đây, các cái món ăn được chế tạo đây là các món ăn được thực hành ở đây, gợi ý, gọi là gợi ý. Bên trong này thì có một nọ, có thể mở ra. Điện sáng à, mở ra như thế này. Đấy, đấy, mình thấy rất là sắc màu rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, sắc màu rất là đẹp mọi người nhé. Cái này được làm bằng silicone này mọi người này. Đấy, cái gen này người ta được làm bằng silicone rất là xịn sò luôn ấy. Đấy, thì bên trong này nó sẽ có một cái hộp như thế này. Cái gen này mình có thể tháo rời để vệ sinh một cách rất là dễ dàng này. Trong này là gen vặn. Gen vặn mình có thể lắp cái đầu gen vặn này vào đây như thế này, nó rất là chắc này. Đấy, ok. Đây là cái cốc đựng. Cốc đựng này có thể đựng được 300ml nước. Và mọi người pha sinh tố ấy, hoặc là pha nước hoa quả hay pha sinh tố, mọi người có thể cho đồ vào đây này. Và mọi người có thể cho giống như là ở trong, giống như ở trong cái tiệm trà sữa, sau mình cho thêm một chút đá vào đây, mình lắc như này mọi người. Đấy, thì nó sẽ rất là đều nhá. Thì đây, ở trong này thì cái này nó sẽ là cái để mình mài hoa quả này. Mình sẽ nghiền hoa quả ngay lắp vào đây để cho nó khớp gen vào đây, sau đó mình mài hoa quả vào đây nhé mọi người nhé. Mình đã mài vào cái phần sắc nhọn ở đây này, chỗ này nó có cái phần giáp để mình mài hoa quả này, thì cái hoa quả đấy nó sẽ được trôi xuống đây và đẩy xuống dưới. Còn đây là cái này là để mình tạo hình củ quả thành hình như thế này nhé. Mình có thể nắp vào đây, các bạn có thể cho xoài vào đây này, hoặc là cho những cái đồ ấy vào đây, xong mình dùng cái này mình ấn nó xuống thì nó sẽ xuyên qua cái này và nó tạo thành hình như này nhé. Ngoài ra thì có một cái dụng cụ để vắt cam cho bé, thì đây mình cho vào đây đúng với khớp của nó và mình vắt cam vào đây. Đấy, nói chung là rất là xịn sò mọi người ạ, xịn sò lắm luôn. Đấy, khi sử dụng xong thì mọi người có thể rửa sạch đi này, mọi người có thể rửa sạch đi cho vào đây và nắp chặt lại, rất là hiệu quả và gọn gàng luôn ạ, an toàn sạch sẽ vệ sinh. Đấy, sản phẩm này hiện tại mình đang bán là 160.000 nhá mọi người nhá.